Hello anh em nhá. Này lên mình các bác em này vừa về luôn. Chim mót cực kỳ tốt, dáng dấp ngũ trượng các bác nhá. Đầu mặt thì siêu đẹp luôn rồi, mỏ vàng ươm. Các bác nhìn dáng dấp ăn tiền không? Nhìn cái là muốn xuống tiền luôn rồi các bác nhỉ. Nhìn cái là muốn nhập nó về đội rồi. Chim vừa về nhà các em các bác nhá. Chim vừa về nhà có chưa chịu ăn, khẳng định có một điều như vậy luôn. Hót cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Con chim vừa mới về mà thể hiện như thế này thì là con chim này rất là có bản lĩnh rồi các bác nhá. Chim chuẩn giờ rừng, chân khô rồi các bác ạ. Đấy, các bác nhìn quả dáng đỉnh không? Đuôi xòe các bác nhá. Đấy, bản đuôi còn có một nửa thôi nhưng mà bản đuôi rất là dày và to. Đấy, anh em nhìn nếu mà bản đuôi nó dài ra thêm cái đầu đuôi nó ra thì nó to đến mức nào. Đây em sẽ zoom sát đầu mặt cho anh em xem nhá. Để em chỉnh lại cái máy rồi em sẽ zoom sát đầu mặt cho anh em xem. Đây cho các bác xem đầu mặt em nó nhá. Đầu mặt cực kỳ đẹp, lông đầu mỏng dính luôn. Con chim này cực kỳ dễ chơi. Rồi cái máy này nó không lấy nét được vào mặt rồi. À đây ok rồi. Đấy, anh em ơi, nhìn thấy đầu mặt rất là đẹp. Chim chuẩn ngũ trượng luôn các bác nhé. Em này về nhà các bác mà bác nào còn chê thì trả lại chim cho em. Em trả lại tiền. Con chim quá đẹp. Hót cực kỳ tốt. Máy của em nó cũng không được xịn sò lắm nên là quay nó cũng khó các bạn. Đây được rồi. Đấy, bây giờ thì quay ra zoom cho các bác xem đầu mặt thế thôi. Giờ thì cho các bác xem này, bóng bộ rồi dáng dấp của em nó quá cao dài luôn. Chim chơi thì hoàn toàn không là phụ mái đâu các bác. Chim vừa về nha, mình chưa cần ốp mái luôn. Em treo ra là chơi luôn. Em đặt lên bàn này em quay clip hot. Chim rất là dễ tính, dễ hot luôn. Cứ đặt ra là chơi rồi. Em này thuần sách tay hot vô tư hot nhé. Đối với bản đuôi hot của mình mà to dày như này thì đấu thì chắc chắn là khẳng định quá là đấu là xòe quá nha. Chơi cánh thì em chưa thử nên là chưa biết, nhưng mà nếu mà chơi cánh thì quá đỉnh rồi. Thế là xong kiếm một bên luôn. Giọng nhanh các bác nhỉ. Giọng quá nhanh luôn và giọng đều suốt cái đầu video giờ các bác nhé. Không hề bỏ mỏ một giây nào luôn. À quên cho các bác xem chân nhỉ. Đấy. Chân khô các bác nhá. Chân khô móng mỏ đầy đủ này. Chân hồ cành đào các bác ạ. Chân rất là cao cầu luôn, cao dài ngực nở. Đấy, dáng ngũ trượng. Em chim này đúng khẳng định với các bác là không chơi được. Vẻ ngoài giọng hót thì rất là hay, giọng hót rất nhanh. Em quay cho các bác 5 phút và khẳng định với các bác là em này không bỏ mỏ từ giờ đến 5 phút. Bây giờ là 4 phút rồi. Khẳng định với các bác luôn, với những con chim hót tốt như thế này thì có chơi các bác treo ra chơi cả ngày được. Vừa về mà nó chơi tốt như này thì anh em biết là bản lĩnh nó thế nào rồi đấy. Đấy, bật điện thoại đấy, xì cho nó tí tiếng mái mà nó bung đuôi, nó muốn bung ra rồi coi ạ. Thì anh em bảo nếu mà có mái đặt bên cạnh hoặc là có trống đặt bên cạnh thì nó sẽ khỏe to đến mức nào. Hay là chỉ có mái xì điện thoại xì cái nó nghe tiếng mà nó bản đuôi nó muốn bung ra rồi. Đấy, không phân nữa làm sao. Hót quá là tốt luôn. Không bỏ mỏ quá 2 giây các bạn. Từ đầu video đến giờ luôn. Đấy, hơn 5 phút rồi các bác nhá, không bò mò tí nào luôn. Khuyến mại cho các bác thêm 2 phút như là 7. Với những con chim thế này em bạn khẳng định các bác là nó chơi được cả ngày mà này. Chơi quá tốt. Chim lỗ lồng rồi chơi bản lĩnh. Chim gà rừng là có tuổi lồng rồi các bác. Con chim này, những con chim như thế này là rất là bản lĩnh nhau. Các bác có thể nghe giọng rất là dài và hay luôn. Đấy, đảo giọng liên tục. Đấy, đặt bàn nên các bác, đặt bàn mà nó hót như thế này rồi mà anh em mà treo lên cây cối rồi thoáng ấy thì nhưng mà nó bắn nó phá làng phá xóm luôn. Ui rồi cái dáng nó đẹp. Phút rồi nha các bác em. Khuyến mại cho mình em phút nữa là 7 phút luôn. Con chim không hề bỏ mỏ. Dám khẳng định với các bác một điều là như vậy. Quá đỉnh. Đấy, anh em có thấy đỉnh không ạ? 6 phút 39 rồi nha. Chưa bỏ mỏ tí nào đâu anh em nhá. 7 phút chứ 10 phút thì thế thôi các bạn. Rồi, bác nào kết siêu phẩm này thì alo giúp em nha. Máy hot luôn này. Alo giúp em có số điện thoại là 0978767689. Team của em thì tạo ở tại Tuyên Quang mà có ship đi toàn quốc cho các bạn. Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn, miền Đông, miền Tây em ship được hết. Anh em nào kết thì alo nhá. Rồi, xách tay cho bác xem nhá. Chim thuần xách tay dáng dấp này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Vũ trường các bạn nhé. Vũ trường siêu ngọ luôn. Lắc lồng các bạn. Lắc lồng dọa nó nhá. Chim mới về còn chưa quen mặt chủ còn sợ này, nhảy dừng lại cái ho rồi. Đấy, các bác thấy con chim tốt không? Đây các bác nghe giọng hót nhá, khi em cầm này mà mỏi tay lắm rồi. Dáng dấp chơi quá tốt anh em ạ.